bản đất xây sự chiết lục cầm sóc bàn trôi comment được không cam về thế này lục bàn sơ sơ tha chỉ nẹt này vô mai mình nẹt mình xong ná mình hiên bị chôn sự than cả cả đời công tha lời sập hiệp cả cả đời nơi ai sầm mờ rập phun bạc quân này vô bài chạy sai xong bây tại trong hiệp cả đời lười về tất cả chủ chế vô bao sóc của khai đài ta quát chỉ nẹt này vô bài rồi có chia thật cái này vô bài cú ở khăm yên na đại quát chặt tục về tất cả chủ chế bắt đầu vô bao bắt đầu cầm nứt đầu bộ rộng chặt chân áo chỉ rừng lên sau từ vinh nhóm thợ lư dọ bờ rập biệp lục chặn đét bị mất crom mình trai chọn khu rập CPP tại bản nóc lòng mọc mà chấm binh bắn hàng đi lục miền ca bản thêm như nào đây từ lư chấm đặt đại lục cấm sọc bàn được làm à bà số mọc quân lục cấm sọc tụ bay chỉ khi nhóm mình bàn chụp lục to dây lên chụp mũi lục nhà mình đào khu vực tại còn là thằng nhóm bất chỉ chỗ khơi được lục lực chẳng phải nông niêm chỉ nhận được vô bài cái kế thừa ở bài sáu bài giảng cái tiên nơi chủng nói đại sắc cam ở chôn từ con nẹt con pro phát luôn đại prasha pi bắt hỏi mọi đại tam phật chấp bắt đảm bấy nghi xuống về bỏ từ nẹt đại bộc rất khó chấp bắt tại đạo pe luôn ấy khơi con trai luôn ấy vừa khó chấp bắt miệng nghi chấp bắt mình lực đồng cang chấp bắt chuan sli chấp bắt bảo mát rất thông nên khuôn ánh hay tự quan trọ hay khuôn ánh nì dây thạc khuôn ánh cứ chia bậc cô đại cổ rục chấp bạc bậc cô đại miên chắc khô vi say trong một sát đa tên tự cách chiết một sát đa này dứt để thua sừng khôn nhưng sự ta sát đa là việc mấy bậc khuôn ánh xông bây tả khai ở cổ rục chấp bạc cổ rục áp bàn thôi này chúng kịch hà sầm đây ní bờ sân chia pì môn nhung cột lọp lư pì tha ban cái nạn bạc căn ở nay mua chừng luôn đây lọp như vậy chúng ăn chắc đây có bàn tay chúng cột lọp ban thì dễ đây cả nó chúng miên lập tập hiệp chúng miên ở các mỏ ban thì dễ nên nó xa bò miên để thôi cả lại như thế có bàn tay xua thạch tập vây đây chúng như vậy nơi bên nó có chúng lọp ban như vậy mình mang chúng ăn như vậy thế có con tay dương thì dây mà đó khơi cái khó hay luôn anh không cần mà tôi ở khâu này mà khi nhóm với nhóm liên lên vì cái ca vô bài trong từ nhóm ta thua sai thua chụp cá nó cho mình cho mình mà thua chi nẹ này vô bài đó bây bộ khoai này ở mua là than cứ bạp chiết còn khoai này mua là than cứ này chút để thua sống cung anh ấy mình mới mà chui sai chút để thua sống cung thế này anh ấy cứ chuyện nẹ mau bom pho bom pho thưa ơi dân địa pho sùng công căn tới đông ta à ai quạt cứ chia ở tây ta nè muốn chia ở tây ta smart chất bớt tập chia phong chuẩn nã đất non tròn khu này cái nã bạn phải trang nuôi đại phải chia phong rót chương bấy nhiêu nè quan tro ai quạt mọi giấy chăng chăng biết sao xong đấy nên không niêm chia nè nội vô bài đại ác cả tệ chấm cua rót thầm lên luôn này. Bà. Bà. Ở quân tràn mình đã xây sự chiết bà được không được thay ní miền phía ở cột kẹt chú chặt mình tách bà bàn tay mình ấy thế thuộc bây chi miền ca phẩm mát mưa nghi tới lưỡi cam bị thi ấy giang na cả đói cầu bàn tay chưa nơi ta đầm na ca từ một đợt lai dương nơi ta không thuộc ca đầm bay bắt đầu chi sầm lên đầu dụ bị chun đầu po rót tray rich ca rồi co con cầm lăng bắt đá bảo vốt rồi co cả sĩ co cam mặc co kêu bằng riên dụ bị chun cam bị chun cà phê preacher cam bị chun sùng cung cam bị chun đầy thli từng lái đầm bay ai chu rùm không cà bình chân sầm lên nó bao phủ quát nơi tam bản anh sai bỏ đầm biên đầm bay chia đại chia dân là cà muối không cà chấm rung ai rót tháp bị mát với cả cái prai côn hiệu bài bọc luôn nâng chui tao đào bị chìm bọt nâng chui xoay rọ dứt thua đào sùng cung chiết từng mồm bà bộ dương không biên ảo vây để thưa ca đầm bay phò bây giờ thua luôn thì cứ đầm bay sùng cung sát sát dương sôm bậc ca được chưa này bà mình đặt sự chiết nơi không được trai nít và dương sôm ngọc quân lục dạng kháng chụp bù
វត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយក៏សូមទោសផងដែរចំពោះសូមទោសឲ្យលោកសៅចន្ទដេតទៅចុះបាទសូមទោសដែលមានបញ្ហានៅថ្ងៃនេះដែលរៀងគ្រោះគ្រាតបន្តិចបាទហើយក៏មិនអីទេក៏ប៉ុន្តែដូចថានេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកសៅចន្ទដេតក្នុងការធ្វើការចាក់ចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងមុនវាយមិនទាន់ដល់ទឹកបញ្ចប់ផងបាទចាំថាចេញមុនចឹកមុនប្រកួតទៅហើយបាទពាក់កណ្ដាលប្រកួតបាត់ហើយបាទដូច្នេះមិនអីទេវាជាសំអាងទេបញ្ហានេះធម្មតាបើនៅក្នុងកីឡាប្រកួតវិញក៏ធ្លាប់មានអញ្ចឹងដែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនសិស្សជាតិមានអ្វីចង់បន្ថែមទេមុនបញ្ចប់បាទសូមជួយបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះសូមអភ័យទោសនិងសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់និងមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Idea Talk នៃ Cambodia Daily នៃរាត្រីនេះទាំងអស់គ្នាសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះខ្ញុំដែលប្រើប្រាស់នៃពាក្យសម្ដីអសុរោះមួយចំនួនឲ្យជាងសម្លេងធ្ងន់ធ្ងន់ដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញនៅទង្វើមិនសមគួររបស់អ្នកនយោបាយហើយខ្ញុំជាបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើកិច្ចការសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានបេសកកម្មនៅក្នុងការអប់រំផ្នែកគណិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនហើយនិងអ្នកនយោបាយកុំឲ្យប្រើនៅផ្នែកគណិតអវិជ្ជមានដើម្បីយកទៅជិះជាន់បំពានប្រមាថអ្នកងាយទៅលើអ្នកដតីទៅលើច្បាប់ទៅលើសង្គមហើយនិងបំផ្លាញអ្នកដតីដើម្បីខ្លួនឯងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជានាយកប្រតិបត្តិគឺខ្ញុំប្រកាន់ណាបាទខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដតីហើយខ្ញុំចង់តែនិយាយអំពីពីដំណោះស្រាយជូនទៅពួកគាត់ដោយលើកពីចំណុចនៃបញ្ហាខ្លះឲ្យបង្ហាញផ្លូវឲ្យមនុស្សដើរឲ្យផុតពីគ្រោះចង្រៃពីគ្រោះបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យគាត់យកហិង្សាយកទៅប្រើនៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ចត្រីនេះខ្ញុំហាក់ដូចជារៀងក្តៅខ្លួនតិចដែរដែលគាត់មើលនិយាយនៅចប់កម្មវិធីអាចលេបឆ្នាំប៉ារ៉ាបានបាទបាទមិត្តអ្នកស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានអីចឹងគឺខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយហើយខ្ញុំសូមខន្តីបេតុសពីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ផងដែរបាទហើយចុងក្រោយខ្ញុំនៅនឹកឃើញពេលដែលមានបញ្ហាខ្ញុំនឹកឃើញដល់សម្ដីរបស់អាដាមយុគឆៃបាទដែលគាត់ធ្លាប់បាននិយាយនៅក្នុងការផ្ដល់ជាមតិនៃជាគំនិតទៅឲ្យពួកខ្ញុំដែលជាយុវជនថាពួកខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្រួមឲ្យអ្នកជាធិបតីហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចជួយគ្នាដើម្បីស្រោចស្រង់នៅផលប្រយោជន៍ជាតិអីយ៉ាងម៉េចពេលនោះឯកឧត្តមមន្ត្រីធ្លាប់បានទូមានព្រៀនបដៅដល់ពួកខ្ញុំដែលជាយុវជនកាលនោះថាយើងពិបាកណាស់នៅពេលដែលអ្នកវិជាធិបតីឬក៏អ្នកនយោបាយធំធំមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែមានអំណាចដែលកំពុងតែមានអំណាចលើខ្លួនឯងដោយខ្វះការពិចារណាហើយគិតថាខ្លួនមានតែខ្លួនឯងទេទៅជាមនុស្សដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយជាងគេដែលជាមនុស្សប្រកែកជាងគេជាមនុស្សដែលអាចឈ្នះគេគឺគាត់ថាមនុស្សទាំងអស់និយាយគ្នាមិនស្ដាប់ទេទុកឲ្យរហូតតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយមួយដែលពួកនោះរកតែផ្លូវដើររកមិនឃើញរកតែដង្ហើមដកក៏មិនចង់បានរកតែទឹកមកផឹកមិនទាន់បានពេលនោះទៅអ្នកនយោបាយក្អេងក្អាងអស់នោះឬក៏អ្នកនយោបាយដែលមានមោទនភាពជ្រុលនយោបាយបែបនោះចេះទៅស្ដាប់ចេះទៅស្វែងរកបញ្ញវន្តចេះទៅស្វែងរកអ្នកជួយឲ្យទៅធ្វើជាអ្នកស្ដាប់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យខំប្រឹងប្រែងធ្វើតាមអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំឃើញចរិតនេះគឺបានបង្ហាញច្បាស់ដែលសម្ដីរបស់អាដាមនឹងឆៃបានលើកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមកឃើញនៅលទ្ធផលថ្ងៃនេះខ្លួនឯងដែលសម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បញ្ចូលរួមមតិដើម្បីធ្វើឲ្យមានការឯកភាពផ្ទៃក្នុងរបស់អ្នកវិជាធិបតីដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់2022 2023បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺខ្ញុំសម្ដែងតែទៅលើលោកសៅចន្ទិតមួយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយ
đặt tay tiết hay chỉ ai bàn đăng hay sắp lư này hay có ai bàn đăng thì ca sân thần nhiệt nhiên này dụng thế đá hay xô bóng ôn này chỉ nhận dụ bài cúp nên như ca ngạc bạn dụ bài tập đó xô bì chà nà xa làng vânh hay nghĩa màu chập hiệp ạ hân xa xa cam chuộp lọc công dụ hân xa đặt luôn ở bây giờ trong nè vì bố việc miền ở vây đã ngom ngồi luôn nè chùm nánh nom ao chiết chấm nấy nom ao bị chiết bỏ rớt chấm nấy đấy cứ vậy đại dương prà nó tiếp thân san cứ miên tại cả nom nó tụt sau quyết định nia năng tiếp ai chút để thua nó trong sủng cung căn tại cung lang hay căn tại rớt bật rớt tay chấm biết tay cái tay của bạn cứ cả đọc lại là ngày rồi bà sân chia ở lúc hay gặp tiếp thạc luôn ai chỉ nét này ha chiết chỉ nét chiến này dùng trong chuỗi chiến ở rồi phát bi ai giúp để thoa sầm côn thua ở chiến miền cà ri chúng ta hay chụp nơi cầm ấn tịp bờ và tây nam mới sầm hoa được người ta chia na hay nói tiếng nghĩa một thứ cả phương này dùng bài đòi sơn trở lại bằng mình hay cùng pra vị thi sa bạn đi những lòng cả phương này dùng bài để nói ở chiến lịch long nói ở chiến thom thoi tới ngày nào cũng អរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេសជាតិ